Hôm nay ba và Na đi thăm tiêu. Hí, ba và Na đi thăm tiêu. Các bà ơi, có chuyện này được chưa? Có tiêu chín chưa để mà thu hoạch? Có thể cỏ. Nhổ cỏ cho tiêu hả? Nhổ cỏ cho tiêu đi. Nhổ không? Không nhổ không? Chúa, cái gì á? Chúa. Cỏ này làm sạch cỏ để mà thu hoạch nữa. Chà. Ui, bùi tiêu thì chín rồi này con. Chín nhiều rồi này. Ui, chín nhiều rồi này. Tiêu này chín rồi ngay, thấy chưa? Ui, ui bùi tiêu này chín nhiều chưa con này? Thu hoạch được rồi đó, thu hoạch được rồi đó. Ba đây hạt tiêu, con hạt tiêu ba nhỉ? Ba đây hạt tiêu. Nè, có dương tẻ nha con, đừng ăn tiêu mà cay nha con. Đừng ăn tiêu mà cay nha. Ba. Ôi giời, ông đại, đừng ăn tiêu mà cay, đừng ăn mà cay nữa, cay tối nữa, nó xuống nữa. Ôi cho ba, ui cho ba, ui sao nó giỏi chúa, nó giỏi chúa, các bà ơi nó giỏi chúa, nó giỏi chúa. In Này. Mệt chưa? Trên này chưa mệt chưa? Đồ bùm chưa? Bao cho uống sữa nhỉ? Nhớ, bao cho uống sữa nhớ. Đinh 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 đinh. Uống sữa ngon nhớ. Úi, giờ mệt rồi, nó mệt rồi. Nhớ nó mệt rồi. Nó mệt rồi. Mệt rồi. Mệt hả? Và được không? Chào. Nó bay giỏi lắm.
Giỏi nhớ, giỏi nha, rồi ba đi làm nhớ, ba mẹ làm nhớ. Ừ. À, con mệt à, bà dừng giờ cho việc đó uống này ư dạ ơi chả coi vỏ tiếu này nghe chưa không vỏ tiếu nữa chưa có chợ đồ đó ô mình chợ cho bán nhá nhá thôi mình chạy cho bán nhỉ. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Đó. À hết bà có lại sữa của con đâu cho con mà bà cho con mà thôi ơi à cho con mình đi về nghe về về nó về mẹ là tiêu tiêu chín rồi chuẩn bị chín rồi để hải nhé nhé về thôi.